trưởng rồi nha cả nhà. Đây bây giờ chúng ta đang lên cầu nha. Từ bên cầu ổn trưởng phía bên chợ mới bây giờ chúng ta đi qua bên hết cầu thì là sẽ đến Kiến An. Dạ. Xuống dốc cầu là chúng ta đến Kiến An nè.
đến chợ Vinh rồi cả nhà ơi. Nhưng mà vì chợ chưa rồi cho nên là mọi người cũng dọn về hết rồi. Thôi thì tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi trên kênh Nắm Mắt Miền Tây ạ. Xin hẹn gặp lại xin chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Xin hẹn gặp lại nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.